Giời ơi, hết cả phạm. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi, dừng dừng. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Tôi đang lấy đồ. Ui, bỏ qua cái cần. Ui dồi. Bình thường cân thủ này đua bác ghê không? Nín hết sạch vào. Phê phê phê. Chụp cho kiểu ảnh à. Phê quá các bạn ơi. Nhìn này. Phê chưa? Có chụp mấy ảnh đẹp không? Phải chụp thường. Chụp nào cũng được. Đẹp trai rồi cảnh nào cũng đẹp thôi. Phê. Tỏa dã man. Úi giời tí mất. Úi giời mất rồi. Đây chạy dây không? Chạy gì ạ? Thấy cái này GoPro có chạy không? Có. Thụt bất phảo. Nhìn như kiểu bướm xe. Thế rồi, thế rồi, đây rồi. Chết rồi. Vật vật rồi, vật rồi. Con này to đấy. Ui mẹ. Ăn đúng mắt luôn. Ôi tai nạn nghề nghiệp. Điều thế. Mày không tính nhá. Đây, mẹ bác mồm to vãi cả trường. Con này phải 3 cân. Lên sao được? Thì con này có 3 lạng lên được. Rồi, rồi cần. Hôm nay mày làm gỏi được nhỉ? Đúng mắt luôn rồi. Thôi từ từ. Lấy vợt, lấy vợt. Úi giời. To phết đấy. Cổ thân con bé thì đúng mắt. Mày ngỏ mặt nhá. Mày ngỏ mặt. Con ấy bị mù chắc à. Đó ra thì lấy bảo ai lên cá nắp vợt. Nhưng lời ai tính câu ở mắt. Có ai muốn câu ở mắt đâu. Câu ở mắt nên không lắp vào cho được. Phạm luật. Ủa, tảnh thế. Tảnh chứ. Cảnh thế. Cảnh quá. Thế. Tảnh quá không ạ. Nhìn con mè nó tử tế đàng hoàng đây này. Xuống đây em. Tảnh thế. Tảnh gì? Con đẩy đi nhỉ. Của em nó cũng bị đẩy à? Của em đẩy. Nó cũng đẩy kiểu cổ đạn. Úi giời. Bắt đầu. Cái anh cứ đẩy một đốt xong rồi núi giúp một đốt. Chả phải đầu phải tai không vào mắt. Hôm trước đi đánh giải Hồ Đình Công vậy phải có thằng ngồi giật mấy mấy con tâm vào mắt đi, giỏi thật đấy. Ừ. Chắc con ấy đang vào xem à? Chắc vào xem đây. Tôi quấn ổ mà thằng ấy nó câu 20 mấy cân. Vào xem mồi to hay bé, mật mẻ luôn mắt.
Ngày đàn trâu chưa thấy ra. Kìa có mấy chục con trâu ra bơi. Con trâu ạ? Bơi bên phải. Hôm nay nước đầy thì đéo tham gia, chết đuối. Ơ thì mẹ vừa nói xong thiêng thế nhỉ? Mẹ thành nông. Anh tự đoán nốt thì đâu, báo nốt thì đâu. Có nên chép phủ không? Ngoan để cho lên. Vừa dự đoán trâu đã thấy trâu xuất hiện. Già cắt rự. Đâu? Đâu? Quả gốc đẹp ấy, chất ấy. Bóng vậy? Cứng luôn. Thế nào? Mà nó sản xuất 20 năm rồi. Thế nào? Con này sản xuất 20 năm rồi á. Như đây nó làm kiểu lớp keo ở ngoài. Chắc biết nó làm kiểu gì, nhưng mà có mỗi hãng này nó làm được đẹp như này. Nó có lớp keo, keo bóng, nó phủ hết cả. Hàng hàng các bác ơi. Đây. Con này được lồi chuối đậu đây. Con này là con thách đau lắm này. Đây là cá ngạnh này. Nó bé nên lo cho. Cái ngạnh nó bé này nhưng mà đau lắm, không cẩn thận là buốt tay lắm ấy. Thôi thả ngoài. Sao lại xịt thế nhỉ? Hết thời làm cá ve rồi. Xịt nhiều á. Chặt chặt đi. Cái gì có ma nè xong rồi. Ma nê. Ma nê đấy. Kante. Kante. Benzema. Rồi. Rồi. Gì thế? Mẹ. Cứ thẻo á. Càng bỏ càng hoa. Căn bản là mình không giữ ổ hộ nên nó chạy. Chứ nó đàn nó to đấy. Cái đấy vừa câu vừa phải ném mồi xả xuống. Ừ. Đấy rồi. Đây rồi. Úi giời, cái gì đấy? Cái gì đấy? Mẹ. Hả? Mẹ. Úi giời ơi. Mẹ, con mẹ xì ra này á. Đừng có đùa với tên cong cong này. Bữa vào đít bây giờ vào đầu. Hai bữa vào mắt bây giờ lại vào vây. Con này còn bé hơn nữa con đấy. Câu mồi của anh Long phát dính luôn. Nó không tỏ nó không ăn nhỉ, nó đi kiểu lang thang ổ nhỉ. Vâng. Kiệt rãi. Đánh lưỡi 20 vào kiểu gì chết. Úi trời ơi, hôm nay mưa bẩn quá. Lúc vừa câu vừa mưa, lúc câu được lúc không. Hôm nay là báo cá các bác ấy. Cũng được một mớ ghê phết. Đấy. Các thể loại là... Ủa, con đấy của anh to gần một con mè quý. Rồi. Được mớ. Điểm câu này rất đẹp, rất nhiều các anh em đang bơi ngoài kia. Vui anh em mình được đi về. Cuối đời lại gặp Lan à? Gặp con mương kia. Bọn này bắt đầu vào quấn ổ. Thôi, em tôi đi về đây.
Rồi, xin chào các bác và hẹn các bác ở những cái video lần sau nhé. Cái map thì tôi sẽ ghi vào trong phần mô tả và bình luận video.